Sáng nay 15 tháng 11 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo ASEAN cùng các nước đối tác đã chứng kiến việc ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện khu vực RCEP, Hiệp định Thương mại Tự do có quy mô lớn nhất thế giới. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Kinh tế của 15 quốc gia đã ký kết RCEP từ các đầu cầu truyền hình trực tuyến. Sau 8 năm đàm phán, ASEAN và các nước đối tác gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand đã hoàn thành thắng lợi việc đàm phán Hiệp định RCEP với khối lượng công việc đồ sộ, mở ra một giai đoạn hợp tác kinh tế thương mại mới đầy hứa hẹn tốt đẹp. Thủ tướng tin tưởng rằng Hiệp định RCEP sẽ sớm được các nước phê chuẩn và đưa vào thực thi trong thời gian tới, góp phần hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 và đem lại thịnh vượng chung cho người dân, doanh nghiệp của tất cả các nước thành viên. Trong bối cảnh toàn cầu đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây ra, việc ký Hiệp định RCEP thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác trong việc hỗ trợ phục hồi kinh tế, phát triển toàn diện, tạo việc làm và tăng cường chuỗi cung ứng khu vực, cũng như ủng hộ một thỏa thuận thương mại và đầu tư tự do, toàn diện dựa trên luật lệ. Hiệp định RCEP là một thỏa thuận thương mại khu vực lớn chưa từng có với sự giao hòa đa dạng của các nền kinh tế phát triển, đang phát triển và kém phát triển. Là một hiệp định với thị trường 2,2 tỷ dân chiếm 30% dân số thế giới, tổng GDP 26,2 nghìn tỷ đô la, tương đương 30% GDP toàn cầu và chiếm gần 28% thương mại toàn cầu, Hiệp định RCEP là một thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới, thể hiện một bước tiến quan trọng hướng tới một khuôn khổ luật lệ lý tưởng cho thương mại và đầu tư toàn cầu. Đây là một cái khu vực thương mại và kinh tế mà tự do trên nền tảng của thương mại tự do đã được hình thành với một cái quy mô rất lớn, bao gồm 15 cái nền kinh tế có cái trình độ kinh tế và sự phát triển về kinh tế nó ở mức khác nhau, có cơ cấu kinh tế mang tính bổ sung cho nhau. Thì chúng tôi cho rằng đây là một cái cơ hội rất thuận lợi cho tất cả các nước tham gia hiệp định cũng như là doanh nghiệp của các nước tham gia hiệp định trong cái việc là tham gia vào cái tiến trình về mà cơ cấu lại các cái chuỗi cung ứng, định vị lại các cái chuỗi cung ứng. Và đây nó cũng phù hợp với một cái bối cảnh chung của thế giới, đó là do tác động của bảo hộ mậu dịch ở một trong cái mức độ phạm vi thì cái việc định hình lại các cái chuỗi cung ứng đang được đẩy nhanh và đang được tổ chức thực hiện ra rất là quyết liệt. Và chính vì vậy, cái cơ hội chung cho Việt Nam với góc độ là một cái nước mà nền kinh tế mở và đã trở thành cái nước xuất khẩu đứng thứ hàng thứ 25 của thế giới. Thì rõ ràng đây là một cơ hội rất tốt cho chúng ta để chúng ta cũng tham gia chung với các nước trong RCEP và các nước đối tác để chúng ta sẽ định hình lại và có thể là khai thác tốt hơn nữa các cái vị thế mới để chúng ta xây dựng cái vị trí của chúng ta trong bản đồ của các chuỗi cung ứng trên toàn cầu. Hiệp định RCEP là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tham vọng nhất do ASEAN khởi xướng, góp phần nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN. Bên cạnh các điều khoản cụ thể về thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và đầu tư, hiệp định RCEP còn bao gồm các chương về sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử, cạnh tranh, doanh nghiệp nhỏ và vừa SME, hợp tác kinh tế, kỹ thuật và mua sắm chính phủ. Lễ ký kết Hiệp định RCEP là thành quả to lớn của việc các nước ASEAN với vai trò trung tâm của mình đã cùng với các nước đối tác đặt nền móng cho một giai đoạn hợp tác mới mang tính toàn diện, lâu dài, hướng đến tương lai, phù hợp với trình độ phát triển và mang lại lợi ích cho tất cả các nước trong khu vực.